Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là những nội dung chính có trong bản tin sáng nay. Tân trụ triển khai đề án phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới. Phần tin trong nước, điểm du lịch hàng trăm tỷ thành điểm nóng phá rừng, câu chuyện đang diễn ra tại điểm du lịch sinh thái Thác Lưu Ly thuộc địa phận tỉnh Đắk Nông. Tin thế giới, chính phủ Colombia thành lập nhóm quân sự giám sát thỏa thuận ngừng bắn. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Ban Thường vụ huyện đoàn Bến Lức tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn cho gần 100 cán bộ đoàn cơ sở trên địa bàn. Lớp tập huấn diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 12 đến 16 tháng 9, các cán bộ đoàn cơ sở sẽ được các thầy cô giáo trường đoàn Lý Tự Trọng hướng dẫn tìm hiểu các chuyên đề gồm triển khai nghị quyết đại hội 12 của đảng, công tác củng cố tổ chức đoàn, hội, đội, kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng hội trại, giã ngoại, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp ứng xử của người cán bộ đoàn, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề, kỹ năng vận động nguồn lực xã hội cho hoạt động đoàn, hội, đội. Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở. Đây còn là dịp để đội ngũ cán bộ cơ sở gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động đoàn tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Trụ tổ chức triển khai đề án phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, hiệu quả theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trong những năm qua, tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện Tân Trụ có bước phát triển khá, giá trị sản xuất tăng, bình quân hàng năm đạt 9,72%, sản lượng lương thực vượt kế hoạch, một số cây trồng vật nuôi có uy tín trên thị trường. Tuy nhiên, tiềm ẩn dịch hại cây trồng vật nuôi có nguy cơ bùng phát, sản phẩm nông nghiệp thiếu an toàn, giá thành cao dẫn đến sức cạnh tranh kém trên thị trường. Do đó, tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện bền vững là yêu cầu tất yếu của huyện Tân Trụ hiện nay và những năm tiếp theo. Để thực hiện thành công đề án, Ủy ban Nhân dân huyện triển khai kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan và các ngành chuyên môn, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, tổ chức tuyên truyền, làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân. Mỗi xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện đề án của đơn vị mình, sớm đưa đề án nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tại hội nghị, các ý kiến của các ngành và các xã thị trấn nêu ra các giải pháp và kiến nghị hỗ trợ vốn, tập huấn, tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức hình thức sản xuất chuyển đổi cây trồng vật nuôi, giúp nông dân bán được giá cao là vấn đề quan tâm được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện giải trình và tiếp thu để tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Nhân dịp Tết Trung thu năm 2016, huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đức Hòa tổ chức họp mặt tặng quà Trung thu, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong buổi họp mặt, các em đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc về Tết Trung thu do các em đến từ nhà thiếu nhi huyện và giáo viên trường mầm non Ánh Ngọc biểu diễn. Tại đây, huyện Đức Hòa đã trao hơn 250 phần quà, 100 phần học bổng gồm tiền mặt, tập vở, bánh trung thu và lồng đèn cho trẻ em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 20 xã thị trấn trên địa bàn huyện Đức Hòa. Sự quan tâm của lãnh đạo địa phương là nguồn động viên tinh thần giúp các em vượt khó vươn lên trong cuộc sống và học tập, đồng thời được tận hưởng không khí vui tươi trong ngày Tết Trung thu, ngày Tết của thiếu nhi. Chi hội từ thiện Trái tim vàng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã phối hợp tổ chức chương trình Trăng sáng vùng biên cho các em học sinh nghèo ba xã Mỹ Thành Tây, Mỹ Bình và Bình Hòa Hưng thuộc địa bàn đồn biên phòng xã Mỹ Thành Tây, huyện Đức Huệ. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng các tiết mục văn nghệ sôi động hào hứng như ca, múa, biểu diễn thời trang và hài kịch, chương trình đã đem lại cho các em thiếu nhi không khí vui tươi của ngày Tết Trung thu. Tại đây, Chi hội từ thiện Trái tim vàng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cũng đã trao tặng 500 phần quà Trung thu cho các em, mỗi phần quà gồm đèn, bánh Trung thu, cặp, áo trị giá 200.000 đồng. Chương trình Trăng sáng vùng biên, sự quan tâm của các cơ quan đơn vị hảo tâm nhằm giúp cho các em học sinh nghèo vùng biên giới có thêm điều kiện vui chơi trong dịp Tết Trung thu. Vừa qua, nhà khách Phương Nam thuộc Bộ Công an đã đến tổ chức các hoạt động vui chơi văn nghệ, đồng thời tặng 300 phần quà Trung thu cho các em học sinh trường tiểu học Mỹ Thành Tây, huyện Đức Huệ.
Mỗi phần quà trị giá 150.000 đồng, gồm đèn, bánh trung thu. Dịp này đơn vị tài trợ cũng tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng sân chơi cho các học sinh tại trường Mỹ Thành Tây. Sân chơi được đầu tư tráng bê tông 60 triệu đồng, trong đó nhà khách Phương Nam tài trợ 33 triệu đồng. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các em học sinh trong việc vui chơi, tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe. Cùng ngày, quận đoàn Thủ Đức cũng đã đến thăm và trao tặng 600 phần quà trung thu cho học sinh trường tiểu học Mỹ Thành Tây với tổng trị giá 30 triệu đồng. Nhân dịp Tết Trung Thu năm 2016, vừa qua, nhóm từ thiện Thiên Phước thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và trao tặng 450 phần quà trung thu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai xã Bình Hòa Hưng và Mỹ Bình, huyện Đức Huệ với tổng kinh phí hơn 20 triệu đồng. Mỗi em nhận được một phần quà gồm bánh kẹo, lồng đèn và bánh trung thu, qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo và đơn vị tài trợ đối với những học sinh nghèo của hai xã vùng sâu huyện Đức Huệ, góp phần tạo điều kiện cho trẻ em vùng sâu biên giới được vui đón mùa trung thu ấm áp nghĩa tình. Dịp này, đoàn còn trao tặng 127 phần quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Mỹ Bình. Mỗi phần quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm, trị giá các phần quà trên 25 triệu đồng. Những phần quà nghĩa tình này là động lực giúp các em có hoàn cảnh khó khăn của xã có thêm nghị lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Phần tin trong nước sẽ tiếp tục bản tin thời sự sáng nay. Thưa quý vị, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ 7 tháng đầu năm 2016 đạt gần 365 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm, Mỹ cũng đang tăng nhu cầu nhập mặt hàng tôm sú, trong khi sản lượng thu hoạch tôm sú ở Ấn Độ và Indonesia đều giảm. Hiện cũng là thời điểm các nhà hàng và các hãng bán lẻ ở Mỹ tung ra các chiến lược quảng cáo, xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ tôm của người tiêu dùng. Vì vậy, đây là cơ hội cho tôm Việt Nam, cụ thể trong top 5 nguồn cung tôm lớn nhất cho Mỹ, duy nhất Việt Nam tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu tôm sang Mỹ. Theo dự báo của VASEP, với đà tăng trưởng kinh tế Mỹ và nhu cầu nhập khẩu tôm phục vụ dịp cuối năm sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tôm của Mỹ từ các thị trường, trong đó có Việt Nam. Từ trước đến nay, người ta dẫn đồn buôn bán thực phẩm chức năng một vốn bốn lời. Năm nào lực lượng chức năng cũng thu giữ số lượng lớn thực phẩm chức năng, không rõ nguồn gốc, thậm chí làm giả ngay tại Việt Nam. Vì lợi nhuận cao nên nhiều đối tượng bất chấp sức khỏe người tiêu dùng không từ thủ đoạn nào để làm giả, làm nhái mặt hàng này. Và vụ việc công ty SMN Slim Việt Nam chính là một điển hình về việc làm giả ăn thật này. Đây là một kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Slim SMN Việt Nam đóng tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Tem nhãn, vỏ bao bì các thực phẩm chức năng như collagen, sụn vi cá mập, multivitamin các loại gắn mất thương hiệu USA, Đức. Tiếp tục kiểm tra tại trụ sở công ty ở ngay gần đó, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm sản phẩm nghi là thực phẩm chức năng giả. Thế nhưng khi được hỏi, giám đốc tại đây khẳng định những sản phẩm này là thật. Cá lộ như thế này người ta bị bỏ cái này gì nha. Sợ là cái người về cả cái này nó bẹt. Về thì mình đóng gói lại. Thế là mua của anh đây là 200.000. Sao? 220. Và hồi thuốc á, em mình cũng cái thuốc này mang cái sửa này. Lần theo lời khai của ông Đỗ Đình Nghĩa, lực lượng liên ngành tiếp tục khám xét kho hàng ở địa chỉ số 7, khu đô thị Trang Phú, quận Hà Đông. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện thêm 11.200 sản phẩm của 16 loại thực phẩm chức năng, 1,7 tấn bao bì cùng dụng cụ là máy ép màng co và máy sấy khô sản phẩm. Thời điểm khám xét, toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ. Sản phẩm thành phẩm đóng thành lọ đã đóng thành hoàn chỉnh và có dán nhãn của các đơn vị của các nước của sản phẩm nhập khẩu từ Đức, từ Mỹ và Nhật, trong đó có cả Australia. Tại thời điểm kiểm tra trụ sở và hai kho hàng tại công ty Slim SMN Việt Nam, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 10.000 sản phẩm của 32 loại thực phẩm chức năng, gần 2 tấn vỏ hộp, tem nhãn các loại, hơn 1.000 vỏ nhựa, lọ nhựa không nhãn mác, máy đóng gói, máy dập màng co. Người dân quanh đây cho biết, hoạt động của công ty này ở địa phương thường được các đối tượng tổ chức rất kín đáo, hầu như không diễn ra vào ban ngày. Sai phạm của công ty này đã dần lộ diện. Để che mắt lực lượng chức năng, một số sản phẩm đã được nhập khẩu từ Mỹ về.
Tuy nhiên, theo thống kê của hải quan, từ đầu năm đến nay, công ty này chỉ nhập khẩu 6 sản phẩm từ nước ngoài về. Trong khi đó, công ty này báo cáo nhập khẩu 77 sản phẩm. Theo công bố ngày 5 tháng 9 của Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quốc gia, công bố kết quả 14 trên 77 sản phẩm của công ty Slim SMN cho kết quả nhiều sản phẩm không có hoạt chất hoặc chất đạt dưới ngưỡng công bố. Thế nhưng, một số sản phẩm sai phạm lại có giấy xác nhận công bố phù hợp quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm do Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp từ năm 2014. Câu hỏi đặt ra ở đây là quy trình cấp giấy phép sản xuất kinh doanh thực phẩm liệu có sự lỏng lẻo. Điểm du lịch sinh thái Thác Lưu Ly, xã Nam Nơ Sang, huyện Đắk Song được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông quy hoạch là một trong số các khu du lịch trọng điểm của địa phương. Đây được coi là điểm nhấn trên hành trình khám phá con đường xanh Tây Nguyên. Tuy nhiên, sau 6 năm giao đất cho nhà đầu tư về xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn dậm chân tại chỗ, trong khi rừng bị tàn phá ngày càng nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại tiểu khu 1617 thuộc lâm phần do công ty Lâu Đài quản lý. Năm 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã giao cho đơn vị này 85 hecta rừng tự nhiên để thực hiện dự án du lịch sinh thái khu vực thác Lưu Ly gắn với quản lý và bảo vệ rừng. Tuy nhiên, từ đó đến nay dự án vẫn đắp chiếu, trong khi đó nhiều diện tích rừng tự nhiên ở khu vực xung quanh thác đang bị tàn phá nghiêm trọng. Đây là toàn bộ cơ sở hạ tầng được nhà đầu tư triển khai xây dựng sau 6 năm làm dự án. Công trình gồm 3 hạng mục là một đoạn đường nhỏ xuống thác, một nhà điều hành và ba chòi nhỏ bằng lá dừa. Các hạng mục này cũng đã xuống cấp, hư hỏng nặng nề. Trong khi đó, tổng vốn đầu tư mà công ty Lâu Đài cam kết để được cấp đất là gần 110 tỷ đồng. Và công ty này cam kết sẽ đầu tư tổng thể các hạng mục, bao gồm khu nhà hàng, dịch vụ, nhà đón tiếp khách, khu vui chơi, bãi tắm, khách sạn. Theo hạt trưởng hạt kiểm lâm Đắk Song, mặc dù được giao đất rừng từ năm 2010, nhưng đến nay công ty Lâu Đài vẫn chưa có lực lượng quản lý bảo vệ rừng. Trong thời gian qua thì hiện trạng trên công ty thì đã có cái hành vi là phá rừng và khai thác lâm sản trái phép. Hạt đã tổ chức cho anh em rà soát. Theo số liệu trước tin thì ngày 5 tháng 9 này Hạt đã làm báo cáo gửi cho Sở và Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông để báo cáo cái sự việc. Thì trong qua cái báo cáo của Hạt thì Sở Nông nghiệp và Chuyển nông thôn đã mời các sở liên quan và Chi cục Kiểm lâm cũng như Hạt tổ chức tổng kiểm tra đối với công ty Lâu Đài vào ngày 13 tháng 9 tới. Xung quanh khu vực thác Lưu Ly, nhiều diện tích rừng bị xóa trắng để lấy đất sản xuất. Tại các khu vực này, nhiều đối tượng đã tận dụng gỗ tạp vừa bị đốn hạ để trồng tiêu. Còn đây là khu vực rừng đang bị xâm hại thuộc thượng nguồn thác Lưu Ly. Nhiều cây gỗ có kích thước lớn cũng bị xóa sổ. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Nông, từ năm 2007, điểm du lịch thác Lưu Ly được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông quy hoạch là một trong số các khu du lịch trọng điểm của tỉnh. Thác Lưu Ly được đánh giá là dòng thác đẹp nằm ở phía đông bắc xã Nam Nơ Sang, huyện Đắk Song và cách đường Hồ Chí Minh khoảng 10 km. Qua một thời gian cũng tương đối dài, 5-6 năm rồi, thì cái sự quản lý của doanh nghiệp Lâu Đài thì ngày càng là thiếu năng lực. Qua theo dõi chúng tôi thấy là thứ nhất là về năng lực tài chính là thiếu dần. Từ cái năng lực tài chính dẫn đến cái công tác quản lý và cái công tác bảo vệ nhân sự trong đó cũng thiếu dần đi. Do vậy cho nên là bỏ bê. Đến hiện nay tính thời điểm này thì doanh nghiệp đã muộn so với cái ký kết hơn một năm. Rõ ràng, việc chậm trễ trong thực hiện dự án và buông lỏng công tác quản lý bảo vệ rừng đang khiến cho hàng chục hecta rừng nguyên sinh tại một trong số các thắng cảnh tự nhiên đẹp nhất Đắk Nông đang dần bị xóa sổ. Các ngành chức năng tỉnh cần nhanh chóng vào cuộc và xử lý nghiêm các sai phạm của nhà đầu tư cũng như các đối tượng liên quan.